quý khán thính giả của hẻm chuyện ma à, chắc quý anh chị em cũng đã từng nghe nói tới loài ma lai. Ma lai là một hồn ma thường có hình tướng là nữ xuất hiện về ban đêm trong văn hóa dân gian của người đông nam á. Ma lai thường xuất hiện với hình ảnh không có cơ thể chỉ có đầu của một người phụ nữ và phần khí quản nó cùng với cả phần nội tạng nó lủng lẳng ở phía bên dưới với hình dạng kỳ dị này. Ma lai di chuyển bằng cách bay lơ lửng trong không trung. Phần họng của ma lai có thể đầy đủ toàn bộ cổ với cả da thịt hoặc cũng có khi là chỉ có khí quản không. Nội tạng bên dưới thường gồm có tim và dạ dày, tượng trưng cho sự thèm khát ăn thịt của hồn ma này. Nội tạng có thể thấm máu và nó tự động phát sáng vào ban đêm. Bên cạnh Thái Lan, Lào hay Campuchia Ma Lai cũng xuất hiện trong văn hóa dân gian của Malaysia với tên gọi là Penang Alang. Tại Việt Nam thì Ma Lai này có tên gọi là Ma Lai hay xuất hiện ở trong các truyền thuyết của những người dân của vùng Tây Nguyên. Trong phần kết của dị chuyển đất độc của tác giả Phạm Minh Đức thì uh, sau khi mà đã giúp dân làng thoát khỏi âm khí tích tụ trong nhiều đời gây nên cái vận số của dân làng không thể phát triển sau nhiều năm dòng thì thầy Vinh cùng với cả Lâm và Đạt lại phải đối mặt với những khó khăn mà cái loài ma lai này đem lại với toán thợ xây khi đang trong cái giai đoạn hoàn thiện ngôi nhà cho gia đình của Lâm. Hãy cùng đón nghe ngay sau đây phần kết đất độc do hẻm chuyện ma giới thiệu. Xin trân trọng cảm ơn. Một giọng nói bé nhỏ hòa theo tiếng gió vang lên Nó như xoáy vào trong tâm can của anh đạt ơi đạt ơi bạn còn nhớ tôi không à à ai 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 vậy là ai lâm hoảng hốt đạt mày quen nó sao sao lại đi quen với loài ma quỷ vậy ta tao ta ta sao tao không nhớ gì nhỉ cái bóng trên cây rít lên át cả tiếng gió cầm mồm ngay lập tức mồm của lâm méo sạch sang một bên như chọc phải bụi đinh dâu anh á khẩu À, bà 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 vị cứ, cứu cháu ông vinh và đạt ngạc nhiên khốn khiếp thứ xúc sinh chết đi ông vinh lao về phía cây đa gió thổi lên một cách dữ dội như trời sắp có bão hai thằng đứng không vững trước cơn gió mạnh bất ngờ rồi ngã lăn ra nền đất chỉ một cú bật cao ông đã bám được luôn vào một cái rễ cây tua tủa xuống. Sau đó, đu người hướng về cái bóng vắt vẻo ở trên cao. Vừa đến gần, ông buông tay ra bám luôn vào thân cây. Những ngọn tay rắn chắc trải qua quá trình tập luyện gian khổ hàng vài chục năm trời, bấm ngập cả vào thân cây, sâu cả đốt ngón tay. Nhựa cây chảy ra đỏ cả ngón tay, đỏ thẫm như máu vậy. Từ chỗ của ông đang bám đến chỗ cái bóng ngồi chỉ chưa đầy 2 mét, ông Vinh liền thét lớn. Đừng hòng có mà chạy thoát. Đạp chân vào thân cây, cả người của ông phi thẳng vào cành cây nơi mà cái bóng kia đang ngồi. Có lẽ ông dự tính sẽ túm lấy nó, rồi cả hai cùng sẽ rơi xuống đất. Nhưng người tính không bằng ma tính. Còn chưa kịp chạm vào, nó đã nhanh như cắt, giống như là một con sóc, nó trườn. Đúng vậy, phải nói là nó trườn thì đúng hơn, như một con rắn có hai tay, hai chân dài ngoãng. Trong nháy mắt, nó đã trườn sang cảnh khác. Chứng kiến cái cảnh tượng kinh hoàng đó, Đạt và Lâm kinh hãi buồn rụt cả chân tay. Với hành động vô hụt và bị mất đà đến bất ngờ, ông Vinh đã ngã xuống đất và lăn mấy vòng. Cách xa cái cây đa phải chừng 6 đến 7 mét. Ngay lập tức, cái thứ quỷ dị kia trườn dọc theo thân cây rồi đi xuống đất. Xuống tới nơi, nó đứng thẳng lên như một người bình thường. Nhưng nhìn chả khác gì là một cây xác cây khô. Chân tay quắt queo lại, dài bất thường. Quần áo thì rách dưới, tả tơi. Nó không ngừng diên dị. Đạt ơi, bạn không nhớ tôi sao? Trong khoảnh khắc này, Lâm kéo tay của Đạt. Chạy, chạy, chạy chạy đi chạy mau lên đứng lại chết cả lút bây giờ nhưng không kịp rồi nó vung tay một cái như có một sức mạnh vô hình lâm văng bay sang bên trái cú văng mạnh khiến cho anh lăn lông lốc như một quả bóng toàn thân thì ê ẩm à đau quá đạt vẫn còn đứng đó như một kẻ mất hồn mặc cho cái hình hài quỷ dị kia đang tiến về phía của anh tôi thành đây anh anh bừng tỉnh như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của quá khứ quá khứ hiện về như một cuộn băng tua lại trong tâm trí của anh 10 năm trước, Đạt là một cậu bé 5 tuổi như bao đứa trẻ đồng trang lứa trong làng. Anh cũng hồn nhiên, vô tư như vậy. Khi tụ tập chơi với đám trẻ trong xóm, bọn nó vẫn thường nói cho nhau nghe về cái cây đa xà ở ngoài cánh đồng. Rằng đây là một cây đa đã có từ rất lâu đời rồi. Từ trước cả khi ông bà sinh ra, người cao tuổi nhất làng có khi là cụ Kim. Cụ năm ấy cũng đã 100 tuổi, sức khỏe yếu và chẳng thể đi lại hay nói năng được gì nữa. Nhưng mỗi khi con cháu hay hàng xóm nhắc về cây đa xà ở ngoài cánh đồng, cụ đều hoảng hốt, cố nói trong mệt nhọc rằng cây đa đó đã bị quỷ ám, người làng tuyệt đối không được đến lại gần. Những người cao tuổi khác đã nói, những người đã vượt qua được cái năm 1945 kinh hoàng, nạn đói đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người con dân Việt, Dân làng cũng không thoát khỏi cái số phận ấy. Không chỉ có dân làng, những người dân đi kiếm ăn từ các nơi khác đến cũng đã chết tại nơi đây, xác của họ nằm la liệt bên gốc đa cứ như vậy. Cứ như vậy, họ chìm dần vào trong cái giấc ngủ vĩnh hằng. Lúc bấy giờ, có một thằng bé chừng 5 tuổi nó ngồi đó nhìn chị nó, mẹ nó, những người xung quanh nó cứ chết dần, chết dần rồi chết mòn dưới gốc cây đa xà nó cố lay dậy mọi người nhưng tất cả đã không còn động đậy mọi người đã chết hết rồi dường như tất cả đang quay lưng lại với cả nó nó chỉ còn có một mình mà thôi nó gào khóc bằng chút sức lực cạn kiệt cuối cùng nhưng ai có thể nghe thấy được tiếng khóc đó khi xung quanh khắp nơi của cậu là một bầu không khí tang thương là những cái xác chết vô tri nó cứ khóc hoài như vậy đôi mắt trẻ thơ thẫn thờ nhìn về cuối chân trời nơi mẹ nó và chị nó đang chờ đợi dựa lưng vào gốc đa khuôn mặt của nó bỗng tươi tỉnh đôi mắt sáng long lanh giữa một khung trời đầy ảm đạm một cảnh nghèo đói đen tối và tàng thương đưa tay vào khoảng không vô định như muốn ôm một ai đó nó liền nói mẹ mẹ ơi Chị ơi! Bỗng hai tay của nó buông thẳng, mắt từ từ nhắm lại. Chút hơi thở cuối cùng, khuôn mặt vẫn còn đang thoáng lên một niềm vui nho nhỏ. Nó đã đi về cùng với cả mẹ và chị của nó. Đạt lách ra khỏi những người ở nhà cụ Kim. Nó chạy thong dong trên con đường làng đầy nắng vàng của buổi chiều hè tháng 7 cứ mải mê đuổi bắt côn trùng, châu chấu cào cào, mải mết như vậy. Chẳng biết nó đã chạy đến gốc đa tự khi nào. Gốc đa ở đó chơi trọi giữa cánh đồng rộng lớn, xung quanh vắng vẻ không có một bóng người qua lại. Chỉ có tiếng gió vi vu của một buổi chiều hè. Bóng cây dập mát che kín cả một khoảng đất phía dưới. Không hiểu sao, khi đó đặt lại không cảm thấy sợ. Cho dù từ khi biết nhận thức, bố mẹ, ông bà đã dặn không được lại gần cái cây đa đó trẻ con trong làng cùng bao nhiêu thế hệ nay đều đã được dạy như vậy. Nó tiến gần về phía gốc đa, khoảng đất trống. Không khí dưới gốc đa mát mẻ một cách lạ thường. Có lẽ do ánh nắng không thể chiếu xuống dưới đất được. Khoan khoái nằm ra nền cỏ xanh dị dập bóng mát. Đặt lim dim, lim dim, nghe tiếng chim hót, tiếng sáo diều vi vu đang thổi. Một tiếng nói bé bé phát ra khiến cho Đạt cảm thấy giật mình bạn từ trong làng ra đây hả? Ngơ ngác ngồi dậy, nhìn xung quanh để tìm kiếm. Đây, tôi ở trên này này. Đạt ngước nhìn lên, một thằng bé độ 5, 6 tuổi ngồi vắt vẻo trên cành cây. Hai chân của nó đung đưa trong gió. Bạn là ai vậy? Buông mình từ trên cây rơi xuống, nó chạm đất một cách nhẹ nhàng từ độ cao 3 cho tới 4 mét. Tôi không ở làng này, mình từ nơi khác đến, bạn là người trong làng có phải không? Ờ, à, ờ, à, đúng rồi, tôi là người làng, mà bạn từ đâu đến vậy? Bố mẹ bạn đâu? Sao bạn lại ra gốc đa này? Đứa trẻ lại gần với cả đạt, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt của nó nhìn xa xa, cho tới tận phía cuối chân trời. Tôi ở một nơi xa lắm, xa nơi này, bố mẹ anh chị tôi cũng vậy họ đã đi rất xa rồi xa là ở đâu là xa lắm xa xa lắm ồ vậy à mà mà sao bạn dám đến cây đa này để chơi một mình sao lại từ nơi khác đến bạn không sợ à cây đa này có ma đấy đứa trẻ lạ mặt nhìn đạt đôi mắt nó sáng long lành tôi là người nơi khác tôi sợ gì bạn bạn là người làng này sao bạn lại không sợ đạt cười tươi không tôi không sợ vậy hay quá mỗi buổi chiều tôi đều ở đây bạn ra đây chơi với cả tôi nhé đồng ý luôn tôi cũng thích chỗ này lắm mà bố mẹ và bạn bè của tôi đều sợ ừ yên tâm sẽ không có gì làm hại bạn được đâu mà bạn tên gì ờ tôi tên là đạt lê văn đạt còn tôi tên là thành cứ gọi tôi là Trấn Thành nhé, Ủa, chồng của Harry Quân. Mà thôi, gần sáu giờ rồi, tôi phải về đây, không bố mẹ đi tìm. Ừ, về đi, mọi người lo, tôi cũng về đây. Đạt rời khỏi cây đa, cứ đi, cứ đi như vậy, ngoái đầu lại, Thành vẫn đứng dưới gốc cây, vẫy tay chào. Nhiều người đi làm đồng kinh ngạc khi thấy Đạt đi từ cây đa ra con đường làng. Anh nhìn lại gốc đa thành đã biến mất từ khi nào ý anh là đạt và con quỷ đã biết nhau từ khi đạt còn thơ ấu ờ rõ ràng là như vậy rồi còn gì trẻ con mà bẵng đi một thời gian thì ai còn nhớ gì nữa ok anh kể tiếp cho em đi Từ sau ngày hôm đó, ngày nào Đạt cũng ra cây đa chơi với cả bạn lạ mặt từ nơi khác tới. Có vẻ như hai đứa thật hợp với cạnh nhau. Chắc một phần cũng do đồng trang lứa, cùng những trò chơi hàng ngày hay chơi với cả tụi trong xóm. Nhưng khi chơi với cả người bạn lạ, Đạt thấy vui và cảm giác rất khác thường. Một số người khi đi ngang qua xa xa, họ thật kinh ngạc khi Đạt cứ chạy nhảy quanh gốc đa một mình dần dần đạt không còn chơi với cả mấy đứa trong xóm nữa cứ rảnh là lại chạy ra gốc đa chơi với cả người bạn lạ này cứ như vậy sức khỏe của anh ngày càng giảm sút người cảm thấy luôn mệt mỏi cho tới một buổi chiều đi ra gốc cây đa thành đã ngồi đó đạt ngồi xuống nhìn đạt xanh xao và gầy hốc hác thành nói sao bạn đừng ra đây với cả tôi nữa đạt ngạc nhiên sao vậy bạn không thích chơi với cả tôi nữa à? Không, không phải vậy. Bạn đang bệnh, nếu cứ đi ra đây sẽ nặng hơn nhiều đấy. Cứ về khi nào khỏi thì ra đây, giờ thì hãy về đi." Đạt đứng dậy mệt mỏi. "Ừ, tớ về đây vậy. Khi nào khỏi bệnh, tớ lại ra với cả cậu nhé." Đi ra khỏi con đường làng, quay lại, Thành vẫn còn đứng đó khỏi bệnh tớ lại ra chơi với cả cậu nhá. đạt hét to thành mỉm cười rồi khuất dần sau những bụi cây xanh gì đi trên con đường dẫn về nhà tâm trọng của đạt lâng lâng mơ hồ một điều gì đó vào tới sân mẹ đã chạy ra và bế xốc anh lên sao mẹ đã dặn con đang bị ốm bệnh không được đi chơi nữa tại sao con vẫn đi vậy bố nói nó lại ra cây đa chơi sao Sao nói bao nhiêu lần rồi mà không chịu nghe Thằng bé cứng đầu này Bây giờ thì hậu quả đây này Cả người nó bỗng nóng gian lên Đầu óc thì quay cuồng Đạt như là đi Có một người lạ mặt trong nhà Mẹ đặt đạt lên trên ghế Ông ta xoa nhẹ đầu anh và nói Tiếp xúc với cả quỷ lâu ngày Bị hút dương khí Nếu không ngăn chặn kịp thời E là nó sẽ không qua khỏi được Tiếng nói của ông ta lùng bùng ở bên tai. Cái gì mà quỷ, cái gì mà ma, cái gì mà dương khí. Đầu óc của một thằng bé 5 tuổi khi đó không thể thấu hiểu được. Ngất lịm đi. Khi anh tỉnh dậy mẹ đang ngồi bên cạnh giường, thấy anh tỉnh, bà oa khóc ôm anh vào trong lòng. Đạt đã hôn mê sâu 2 ngày, 2 đêm. Ông thầy cao tay đã giúp cho anh giữ lại được một chút dương khí cuối cùng và khôi phục lại nó trong đầu của Đạt khi đó lộn xộn một mớ hỗn độn. Anh đã quên đi một cái gì đó, một cái gì đó cảm thấy rất thân thuộc và gắn bó với cả anh. Và rồi năm học mới đến, Đạt vào lớp 1, môi trường mới, một trang mới, anh dường như đã quên đi biến cố trước kia và những gì đã xảy ra đến với anh. Mỗi lần đi ngang qua cây đa ở cánh đồng, Đạt thấy bồn chồn một cảm giác không yên, có cái gì đó khiến anh nhói đau, khiến cho anh cảm thấy như mình đã bị bỏ rơi một cái gì đó ở nơi đây. Từ cây đa, vẫn có một đôi mắt luôn theo dõi đạt từng ấy năm trời. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, anh đã vào cấp 2, rồi bỏ học, đi cùng với cả bố làm ăn xa. Cây đa cứ vẫn như vậy được dân làng theo dệt nên những cái câu chuyện kỳ dị, để rồi chính thằng nhóc một thời ngày nào đó cũng đã từng ra gốc đa chơi và trở nên nỗi sợ hãi và ám ảnh xa lánh dần đó đi đạt đứng đó bất động hình hài kia cũng đã bất động mặt đối mặt là là thành sao tôi nhớ rồi tôi nhớ ra rồi người bạn thời thơ ấu của tôi tại sao tại sao bạn lại ra nông nỗi này tại sao ông vinh tung người lao tới một cú đá trúng ngay vào đầu của hình hài kia khiến nó văng luôn ra xa đạt kêu lên không không đừng đừng đánh bạn cháu ta không cần biết nó là ai. Một khi đã rơi vào kiếp ngạ quỷ thì mãi mãi không bao giờ được cứu vãn. Ta sẽ giải thoát cho nó. Không, không, đừng! Đạt nhìn phía người bạn thời thơ ấu. Người bạn giờ đã hóa quỷ giữ sát sinh. Hình hài bé nhỏ ngày xưa ấy đã không còn. Giờ nó đứng dậy, chúng cú đá đó dính ẩn chú pháp lực của một người tu hành. Nó lảo đảo quay cuồng, nó hét vang trời, tiếng hét đình tài nhức óc vang dội cả một cánh đồng gió thổi lên mù mịt ngay lúc này cả lâm và đạt vội bịt tai lại nếu không sẽ bị âm thanh kia chọc thùng cả màng nhĩ ông vinh lao tới với một tốc độ cực nhanh ngậm mồm lại cho tao bàn tay rắn chắc vương tới bóp chặt lấy miệng của quỷ dữ khiến cho tiếng hét im bặt thay vào đó là một tiếng khè khè ồm ồm như mồm đang bị bịt kín vậy hai cánh tay gầy gò, khẳng khiu như hai que quỷ khô của nó bám vào tay của ông Vinh. Bám vào chỗ nào, chỗ đó rách ra như một lưỡi dao sắc bén cứa, máu chảy tong tỏng xuống dưới nền cỏ. Khốn khiếp! Một cú ném cực mạnh, Quỷ Nhi bị ném văng về phía cây đa như một cái sắc khô bị ném đập vào thân cây đánh bụt một cái. Nó đứng phát dậy, ngả nghiêng đùng đưa theo những làn gió, Đạt vẫn đứng đó, bất động, rồi thẳng thốt, hướng ánh mắt về phía anh, cách nhìn của hình hài bé nhỏ, rên rỉ. Về đi, về đi, về ngay đi. Sao? Là sao? Đi về là sao? Bỗng nhiên trên bầu trời, mây đen vần vũ, mặt trăng đã bị che lấp, cuồng phong nổi lên như vũ bão, gió thổi mù mịt không mở ra nổi mắt. Lâm vội núp vào một gốc cây bên bờ ruộng, đạt thì khuỵu gối xuống, anh cúi gằm mặt xuống đất mặc cho tiếng hành thét gọi. Hỡi những oan hồn bỏ mạng nơi gốc đa, hãy sống dậy, chiến đấu cùng ta. Ông Vinh lấy tay che mắt lại, gió thổi mạnh khiến cho ông không tài nào có thể nhìn thấy được. Nguy rồi, hai thằng kia, mau tìm chỗ núp nhanh lên. Lâm trốn dưới gốc cây mà cái cây cũng đung đưa dữ dội tưởng như sắp bật gốc đến nơi Đạt vẫn quỳ úp mặt lên trên nền cỏ bất động Chỉ trong chớp nhoáng Gió ngưng thổi Nó kết thúc nhanh như khi nó nổi lên Cả không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường Quá nhanh và quá nguy hiểm Ông Vinh đứng đó Mở đôi mắt ra quan sát Trước mặt của ông dưới gốc đà Là hàng chục Không Phải hàng hai ba chục cái bóng đen xỉ Mà quái đứng lúc nhúc phát ra những tiếng ầm ỉ rên rỉ kinh sợ. Lâm chứng kiến cái cảnh quỷ dị ấy thì liền xón cả nước tiểu hai lần, co rúm lại ở bên gốc cây đưa mắt quan sát ông Vinh. Đặt lồm cồm đứng dậy nhìn hướng về gốc đa. Có phải, có phải họ là những người đã chết đói ở dưới gốc đa hơn 60 năm trước không? Cái gì? Ông Vinh ngạc nhiên nhìn Đạt. Tại sao thằng nhóc này lại nói như vậy? Nó biết chuyện gì sao? À... Tiếng âm y dì dầm cứ thế vang lên cùng mấy chục cổ họng cùng dên dỉ vậy. Liếm máu ở trên vết thương, ông Vinh cười nhách mép. Chết hơn nửa thế kỷ không chịu siêu sinh, còn đội mồ sống lại trốn nhân gian. Đã vậy tao cho chúng mày chết lần hai, chúng mày chui lên từ đất, thì tao sẽ dùng đất để cho chúng mày hồn siêu phách lạc. Hai bàn tay úp xuống nền cỏ ông hét lớn thổ thuật thổ linh chân thuật núp sát gốc cây mà lâm thấy mặt đất có dư chấn nhẹ nhẹ mà khi áp sát vào đất ta có thể cảm nhận được những làn hơi nhẹ nhẹ như khí thoát ra từ mặt đất khiến cho anh quay cuồng lào đảo hai thằng kia tránh xa mặt đất ra đừng cho mặt tiếp xúc với cả đất trong đám đèn lúc nhúc dưới gốc cây đa vang lên một giọng nói đạt chạy đi chạy đi Lâm liều mạng bỏ gốc cây chạy về phía Đạt. Anh cố kéo tay của Đạt chạy ra thật xa. Bây giờ miệng của Lâm lệch hẳn sang một bên khiến cho anh không thốt khỏi nên lời. Những lớp khí khi nãy thoát ra từ lòng đất, nó bám xung quanh tay của ông Vinh như những lớp màng mỏng. Chết đi! Ông lao về phía gốc đa với một khí thế đằng đằng sát khí, một cú bật phải cao đến vài mét, bay lên trên không trung cánh tay giơ lên với năm ngón tay xòe ra, rắn chắc như móng vuốt của một con mãnh thú khát máu, chuẩn bị vồ vào đám mồi phía dưới. Lập tức, những bóng đen giặt sang hai bên như một cơn gió thổi vào mảnh cửa. Cánh tay của ông Vinh cắm luôn xuống nền đất ngập luôn cả bàn tay, liếc sang bên kia với một ánh nhìn sắc lạnh, ông gằn lên giận dữ. Tránh đòn của tao à? những bóng đen lập tức tàn ra xung quanh mờ ảo không nhìn rõ hình thù lâm và đạt đang đến thở toát cả mồ hôi để mà quan sát những hành động của ông vinh ông vinh đứng dậy ngửa mặt lên trên trời <cười> buồn cười thật một mình mày không siêu thoát mày lại giữ toàn bộ bọn chúng ở lại cùng với cả mày vất vưởng ở nơi đây khiến cho âm trạch mảnh đất này qua bao nhiêu năm tháng tích tụ nặng nề không những ảnh hưởng đến cuộc sống, vận khí, tiền tài của nhân dân mảnh đất này, mà còn khiến cho nghiệp chướng càng trở nên nặng nề. Thật là, có lẽ điều ta làm sẽ là đúng đắn, thay trời hành đạo. Những oan hồn của quá khứ đói nghèo lầm than, ta xin tiến các người một đoạn về với cả miền cực lạc. Nói dứt câu, ông Vinh cầm lên như một con thú điên, ông lao về phía quỷ nhi đang ẩn khuất sau những oan hồn vất vưởng. Hãy tránh hết ra những oan hồn, mục tiêu của ta là nó, không phải là các người. Nếu không muốn hồn siêu phách lạc thì hãy giạt hết sang hai bên. Mặc cho sát khí đang phát ra ngút trời, những chiếc bóng vẫn lao vào bùa vây lấy thân thể của ông Vinh. Nhưng chúng cứ tan biến, tan biến dần rồi mờ dần lẩn khuất trong màn đêm linh lực tu hành cộng thêm sức mạnh của đất khiến cho bất kỳ u linh vất vưởng nào chạm phải hồn đều siêu phách tán bọn ngu xuẩn chính các người đã ép ta phải làm như vậy đó cả một khu đất rung lên như có hàng chục con người đang chạy qua lại rầm rập ông vinh múa may quay cuồng trong một làn khói mờ ảo vậy là ta đã tóm được ngươi rồi bàn tay của ông xuyên qua cả những lớp khói kia tóm chặt lễ hình hài bé nhỏ dị dạng nó rít lên một cách man dại Đạt đang ngồi với cả Lâm lập tức đứng phát dậy, nó chạy về phía của ông Vinh khiến cho Lâm trở tay không kịp. Bắc Vinh, Bắc Vinh, hãy hãy tha cho bạn cháu. Thân xác bé nhỏ kia đang bốc khói dữ dội, nó sắp tan biến khỏi hoàn toàn. Cái hình hai bé nhỏ 10 năm về trước hiện ra trong mắt của Đạt, người bạn thời ấu thơ của chính anh ấy. Không được, nó đã chết từ hàng nửa thế kỷ trước, vất vượng nơi đây tu luyện mà hóa thành quỷ. Làm đảo lộn âm khí, xoay vần thế đất khiến cho người nơi đây mấy chục năm qua âm thịnh, dương suy, đời sống của nhân dân không thể khấm khá lên được. Con đường tài lộc đã bị chặn đứng, vô số những người đã bỏ mạng. Nói xem, có thể tha cho nó được hay không? Đạt quỳ gục xuống đất, nhìn hình hài kia đang dần dần tan biến mất khỏi như một làn xương. Đạt ơi, bạn mãi là bạn của tôi đặt gào lên. Không! Cái sắt tan biến hoàn toàn trên bàn tay của ông Vinh. Một cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, đùng đưa những nhánh cỏ xanh gì Ở phía chân trời, những tia nắng sớm mai đang len lỏi qua những tầng mây xám xịt. Đặt ngồi khóc nức nở trên nền đất, Lâm chạy lại vỗ vai an ủi bạn mình. Ông Vinh đi tới, trao vào tay Đạt một vật, mảnh vải cũ còn sót lại mảnh vải của một quá khứ đau thương. Đặt cầm chặt nó trong tay mà nước mắt lăn dài, bất chợt anh nhìn về phía cây đa, những tia nắng đầu ngày đang chuẩn bị soi rõ mọi vật, thấp thoáng ở đó có một đứa bé độ 5 tuổi. Nó đứng đó, giơ tay về phía của anh vẫy vẫy như đang nói lời tạm biệt, rồi bỗng nó tan biến vào trong cái không gian ở chính khoảnh khắc này. thì ra là vậy. Hey, đúng là trên đời này có những chuyện nó kỳ lạ như vậy đấy. Đúng vậy, thằng bé tên Thành đó chết ở cây đa từ nạn đói năm 1945. Nó vẫn ở đó vất vưởng và luyến tiếc. Cho đến 10 năm về trước, nó gặp thằng Đạt, Âu cũng là cái duyên. Nhưng người và ma thì làm sao có thể kết bạn được với cả nhau? Hấp thụ khí đất nơi này lâu khiến cho nó đã hóa quỷ, nhưng nó vẫn nhớ về thằng Đạt. Có lẽ tình bạn quá khứ cũng quan trọng đối với cả nó. Cái thằng danh con, nếu bình thường bố sẽ đánh mày vì cái tội đêm hôm khuya khoắt dám mò ra cánh đồng đánh nhau với cả ma quỷ. Nhưng thôi, dù sao cũng đã khá khen vì cũng có một phần giúp công lao cho xóm làng tìm ra được cội nguồn mọi thứ suốt cả nửa thế kỷ qua. Lần này, tao tạm tha cho con đấy. Cả nhà liền phá lên cả cười, Lâm thì gãi đầu gãi tai có phần e ngại. Hey, hey, Đạt có nhà không? Cổng không có khóa đâu, mày vào đi. Lâm đẩy cổng bước vào, vẫn như mọi khi. Thằng bạn đang ngồi ngoài cửa với cả ấm nước chè. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Lâm hỏi. Sao? Còn buồn nữa hả? Ừ, cũng có phần đỡ hơn rồi. Hey, tự nhiên nhớ lại lúc đó mà tiếc nuối thật. Có lẽ người với cả ma không thể làm bạn nên khi đó Thành mới không muốn tao ra chơi với cả cậu ấy nữa. Ờ, ừ. và sau đó biến cố, mày gần như quên đi mọi thứ và quên luôn cả người bạn đó, rút trong túi ra mảnh vải đã xỉn màu. Không hiểu sao, nó còn đến bây giờ mà không chịu mục nát đi, tao sẽ giữ nó cẩn thận như một sự tồn tại của quá khứ, quá khứ đã ngủ quên trong tâm khảm của tao ờ vậy là được rồi có lẽ ở một nơi nào đó người bạn kia cũng muốn mày sống tốt như vậy mà thôi chắc chắn là điều sự thật rồi ờ, vi rượu nhờ, đúng là liêu trai trí dị. Rít một hơi thuốc dài, anh Lâm liền trầm tư. Cứ tưởng mọi chuyện như vậy là đã xong, nhưng lại có một biến cố xảy đến với cả gia đình nhà anh. á, à, lại nữa à? Có chuyện gì xảy ra nữa vậy hả anh? Chú đã bao giờ nghe về loài ma lai rút ruột chưa? Ma lai á, ờ, cái giống ma mà ban ngày nó mang hình hài như một người bình thường. Nhưng đêm tối thì tách cái cổ bay đi, kéo theo nguyên cả bộ lòng phèo phổi để đi tìm ăn phân người. Người nào đó mà bị nó ăn phân là chết ngay ấy. Cái giống đó thì em cũng có nghe nói, nhưng thú thật ma quỷ oan hồn người chết em thấy còn dễ tin hơn là cái giống ma mà anh vừa nói ấy, nghe cứ ảo ảo như thế nào vậy? Ờ, thực ra nó xảy ra chuyện đó, anh cũng không được nhìn tận mắt rõ ràng, nó mơ hồ nhưng anh linh cảm về điều này có vẻ như nó có thực sự tồn tại đấy đó là chuyện gì vậy chuyện là như thế này công việc thi công nhà Lâm vẫn diễn ra thuận lợi và không gặp trục trặc gì. Nếu theo đúng tiến độ kế hoạch thì chỉ còn hơn một tháng nữa là sẽ xây xong. Ngồi uống nước trong gian giữa, bố Lâm khẽ nói. Em công nhận từ khi bác ở đây, mấy cái chuyện u linh quái gở quấy phá nó giảm đi hẳn. Bác không biết chứ, hồi em mới về làm rể ở cái nơi này, những năm 90, 91. Ôi rồi ôi, thôi luôn, em bị trêu đến không dám về quê vợ luôn ấy chứ bác ạ nhấp một ngụm nước chè, ông Vinh đáp, ừ, anh thì anh nghe danh của cái làng này cũng đã lâu rồi, từ hồi còn bé cơ, ông cụ thân sinh cũng hay sang đây mà, với lại anh ở sát ngay làng bên, cho nên cũng chả lạ gì cái nơi này. Cũng đầu năm hay là giải hạn hay một vài việc gì đó nên đi lại giữa hai làng cũng nhiều. duy chỉ có một điều không thay đổi từ xưa cho tới giờ ở nơi đây là cái nguồn âm khí dưới lòng đất kia hầu như không suy giảm. Sau 5 tháng, dù số lượng dân trong làng cũng đã tăng lên nhiều. Vâng, cũng đúng ạ. À. Lâm lên tiếng thắc mắc. Ờ, vậy bác Vinh, cháu không hiểu là tại sao cả trăm năm nay ma quỷ vong linh nhan nhản khắp các ngõ ngách ở nơi đây. Nhưng những người dân lại cam chịu sống cùng làm ảnh hưởng nhiều mặt của cuộc sống mà không tìm cách để giải phá cho nó triệt để ạ. À? đăm chiêu suy nghĩ một lúc, ông Vinh đáp. Về việc này thì chúng ta có thể hiểu như sau. Tùy từng vùng đất và địa thế khác nhau, nguồn nước và âm trạch, khí âm sinh ra và tích tụ nhiều tại một mảnh đất, nó ắt là có lõi. Tích tụ nhiều chủ yếu do thể đất xấu nằm ở vị trí lồi lõm như nào đó. Có thể là một kiểu như vậy. Muốn diệt hoàn toàn hầu như là điều không thể, không khả thi nó không phải là một cá thể hay gì đó gây ra nó được tạo nên từ chính lòng của mảnh đất này nó có khi từ cả ngàn năm trước khi cả ba đang ngồi nói chuyện thì có một anh thợ xây chạy từ nhà sau lên với điệu bộ lo lắng anh phương anh phương nhà mình có viên thuốc hạ sốt nào không cho bọn em xin một viên cho bọn em xin vài viên lão kia ốm mấy ngày nay rồi nay đang xây tự nhiên ông ý vật ra Bọn em đang đưa vào lán rồi, sốt cao lắm anh ạ. À. Bố tôi lật đật chạy vào trong buồng tìm đống thuốc mà mẹ mua để dành. Ông Vinh lắc đầu. Sốt mấy ngày nay mà mấy cô cậu không bảo nó đi khám uống thuốc vào. Để bây giờ nặng ra mới cuống cuồng lên. Anh thợ nhăn nhó. Thì thì bọn cháu cũng đã chủ quan bác ạ. À. Ốm lặt vặt lâu lâu ai cũng ốm. Với lại nó cũng hay tự khỏi. Đi làm đầu tắt mặt tối cũng chả có để ý đến sức khỏe của mình nữa bố của lâm từ trong giường đi ra với một vỉ paladon đây có thuốc hạ sốt tạm thời cậu cho cậu ấy uống đi rồi chiều ra chạm xá luôn để lâu nó nặng thêm lại mệt hơn đấy anh thợ nhận vỉ thuốc cảm ơn rồi chạy luôn ra nhà sau ông vinh nhíu mày ừ, hình như có cái điều gì là lạ, lạ thì phải khí sắc của người này có phần hơi khó hiểu bố lâm liền hỏi lại anh bảo ai lạ cơ ạ à? cậu thợ khi nãy im để tôi xuống xem xem nào. Nói đoạn, ông Vinh đi xuống dưới nhà sau. Lâm và bố cũng léo đéo chạy theo. Đi vào lán, người thợ kia đang nằm bẹp ở trên phản, mặt đỏ tía tai, chán đắp khăn ướt, sờ chán anh ta nóng như lửa, có vẻ sốt khá nặng. Chết thật, mấy cái người này, nặng như thế này mà vẫn còn chủ quan cho được. Không lẽ để người ta chết ra đấy thì mới tính hay sao? Một bà chị bưng bắt cháo nóng vào đặt lên bên cạnh. Dạ, tối qua anh ấy cũng chỉ có kêu mệt sơ sơ mà thôi. Chả hiểu sao, sau có một đêm nó kiệt đi nhanh như vậy. Đội có 12 người mà hai người không làm nữa. Giờ anh này mà ốm dài dài thì e công việc sẽ bị đình trệ hơn đấy ạ. Chiều xem như thế nào bảo ai đưa đi chậm xá xem họ tiêm chuyển nước kê đơn như thế nào đi chứ. Cứ cầm chừng như thế này là không có ổn đâu mảnh đất âm khí nặng xảy ra cũng không giữ gìn sức khỏe là bệnh liền đấy khẽ đưa tay bắt mạch ông vinh nhíu mày lật bàn tay vén áo và quần ra xem ông thấy ngón tay ngón chân bị tím đen lại bụng trướng lên khí sắc người này không giống sốt thông thường cho lắm sốt sốt huyết hay là sốt virus không không phải là mấy cái đó kiểu không phải như là sốt bình thường đâu mà có tác nhân nào can thiệp vào khác ý của bác là giống như giống như bị vong quật ư ông vinh đăm chiêu vong cũng không giống như thế này một cái gì đó khác nữa cơ Hời, thôi được rồi tạm thời chiều cứ đưa anh này ra trạm xá đi rồi tôi sẽ tính sau ngay buổi chiều ngày hôm đó anh thợ được đưa ra trạm xá đúng như lời của ông vinh bác sĩ cũng nói sốt này khá lạ họ sẽ tiêm và truyền nước để tiếp tục theo dõi đến buổi tối sau khi ăn xong ông vinh ra ngoài sân đi lại có vẻ đang tập trung suy nghĩ về một điều gì đó bác đang suy nghĩ gì mà có vẻ khó khăn vậy ạ à? câu hỏi của lâm cắt ngang dòng suy nghĩ của bác vinh à không sao bác đang phân tích một số chuyện mà thôi cháu đoán là có liên quan đến việc ngày hôm nay có phải không bác ừ, cũng khá cho cháu đúng vậy theo bác thì là do đâu ạ à? vẫn giữ vẻ mặt trầm ngâm ông nói những triệu chứng sáng nay tuy chưa rõ ràng nhưng nếu như bác nhớ không nhầm gần 30 năm về trước ông cụ thân sinh có nói về một giống loài quỷ gây ra những biểu hiện tương tự như vậy lâm vô cùng bất ngờ lại là quỷ sao loại gì mà có thể hành hạ ra nông nỗi như vậy được ạ à? đi vào hiên nhà ngồi xuống rót một cốc nước chè Ông Vinh tiếp tục nói, "Đó chính là ma lai." "Ma lai? Nghe lạ quá vậy ạ?" À? "Đúng vậy, nguồn gốc của nó ở bên Tây Bắc mạn biên giới hoặc nơi các dân tộc thiểu số sinh sống, nó không giống oan hồn người chết bình thường. Đặc điểm của nó là ban ngày trông giống trông giống người bình thường, sống và sinh hoạt như người thường." rất khó có thể nhận biết. Nhưng đêm xuống là tách cái đầu ra khỏi cơ thể, kéo theo luôn cả bộ nội tạng lòng mề để đi ăn phân người. Nhà nào chưa dùng hố xí tự hoại là nguy hiểm. Người bị nó ăn phân là sẽ gặp tổn thương về vong mạng. Lâm chố mắt kinh ngạc. Trời đất, ma gì mà quái gở vậy? Đi ăn cặp phân. Không lẽ anh thợ kia vô tình bị nó ăn ăn mất phân à? chính xác chiều nay bác hỏi bố mày thì được biết họ tắm ở nhà tắm dựng tạm tiểu thì tiểu ngay ở sau vườn còn đi nặng họ ra bãi đất trống gần con mương cây cỏ rậm rạp um tùm ít người nhìn được đào đất đi xuống dưới đó xong thì lại lấp lại họ không đi nhờ nhà vệ sinh nhà ngoại vì ngại bất tiện có lẽ phân vùi trong đất bị đảo lên và đã bị con ma đó ăn trời ơi nếu đúng như vậy thì thì không hay rồi. Sáng sớm mai bác sẽ ra khu đất trống chỗ bãi cỏ để điều tra. Ok ạ, à, cháu sẽ đi với bác. Mai là chủ nhật mà. Sáng sớm ngày hôm sau, 7 giờ Lâm đã sang gọi cổng của nhà Đạt. Định mệnh, đi đâu mà sớm vậy? Ôi. Ra mở cổng Đạt ngắp ngắn ngắp dài. 7 giờ rồi còn sớm cái nỗi gì nữa? Đi, có vụ mới đây này, ngay bên nhà tao, dùng rợn và quái gở lắm. Giờ tao với cả bác Vinh đi điều tra luôn đây. Đạt tỉnh cả ngủ luôn. Ờ ờ ờ, thế thì đợi tao đánh răng cái đã. Nhanh lên. Lúc này, ông Vinh bước chân xuống di sản. Lâm và Đạt từ cầm bước vào, mồm Lâm nói không ngớt. Có lẽ là đang tưởng thuật lại với cả Đạt. Đạt nghe thì tỏ vẻ kinh ngạc, khôn xiết. Thưa bác, bọn cháu đã có mặt ạ. À? Ông Vinh cười xòa. <cười> Mấy cái thằng, những cái việc này thì nhanh nhẩu quá nhỉ Đàn xua tay Ui giời Quỷ giữ trăm năm còn không sợ Nói gì dăm ba cái con ăn phân người Lên luôn bác ơi <laughs> Ông Vinh cười lớn Rồi rồi đi thôi nào Ba bác cháu tiến ra khu đất trống ở đằng sau Nó là một khu đất bỏ hoang đã lâu năm Nằm ở ngay sau mảnh đất mà nhà Lâm đang xây nhà bây giờ Không ai sử dụng Nên đất cỏ mọc um tùm cao ngất cho đến cả mét rậm rạp nhiều mũi và rất ẩm thấp tiến đến lại gần ông vinh quan sát hai đứa đi vòng qua hai bên xem tất cả những chỗ nào có hố đất có dấu hiệu bị đào bới thì báo cho bác ngay cả hai đứa đi vòng sang hai bên để tám thính ông vinh thì quan sát ở giữa có lẽ cỏ dại mọc như vậy họ sẽ khó có thể chui vào bên trong nổi đạt liền la lớn À, bác Vinh, chỗ này có hiện tượng lạ này. Lâm và ông Vinh chạy sang chỗ đục của Đạt. Lúc này có mùi hôi thối bốc lên thoang thoảng. Một cái hố đào dở, xung quanh hố rủi nhặng bầu kín. Đạt và Lâm bịt mũi. Ôi giời ơi, cái quái gì mà ghê vậy? Là nơi chôn phân, nó đã bị đào lên. Nhìn xem đây này, phân đã bị ăn dở. Anh ta chôn nông quá, nó đã đánh mùi được. Thật là đen đuổi, ghê quá đi mày ơi lâm và đạt ói mửa quả thật là tởm lợm vậy vậy nghĩa là phán đoán của chúng ta là chuẩn xác ư đúng vậy công việc bây giờ là truy tìm con ma lai đó tìm được phần thi thể bên dưới của nó lật úp nó lại phong ấn nó sẽ không thể quay về xác sẽ chết dần thôi nhưng theo như bác nói nó vô cùng giống người bình thường sinh hoạt cũng vậy thế thì làm sao để tìm cho ra được nó bây giờ chỉ còn là cách bẫy nó thôi. Khứu giác của nó vô cùng thính, nó đánh hơi mùi phân người và tới chúng ta sẽ bẫy nó bằng chính cách đó. Phân? Lấy phân ra đâu bây giờ? Lâm nhìn đạt, mày có phân còn gì nữa? <laughs> mày điên à? Lấy phân của tao không may sập bẫy, nó ăn được thì tao chết à? Sao không lấy phân của mày đi? <laughs> mày điên à? Tao cho phân làm gì? <laughs> thôi thôi, được rồi. Bác sẽ liên hệ với cả đội thợ xây. Lúc bấy giờ, đội thợ xây đang xây nhà, ông Vinh tiến lại gần. Bạn của mọi người, anh thợ hôm qua không phải là cảm xúc thông thường đâu. Nếu không tìm ra cách chữa, tôi e là anh ta sẽ không trụ nổi một, hai ngày nữa đâu. Mấy người thợ nghe thấy vậy thì vô cùng hoang mang và lo lắng. Một người liền nói, vậy phải làm sao đây ạ? À? Đội có 12 người, hai người đã nghỉ, còn một người giờ liệt giường ở viện. Vợ anh ta túc trực từ hôm qua cho tới nay để trông, chỉ còn có 8 người chúng tôi đều quen biết nhau sao có thể làm ngơ được xin hỏi thầy thầy có cách gì không ạ Ông Vinh tiến lại gần Tôi có một cách nhưng mấy người phải hợp tác với cả tôi Chúng tôi phải làm như thế nào ạ Như thế này, như này nhé. Nhớ, nhớ đấy. Ông Vinh nói gì đó với cả họ, Đạt và Lâm đứng từ xa nghe không thể rõ, chỉ thấy sắc mặt của họ hốt hoảng khó xử lúc sau có một người chạy ra sau lán khi anh ta chạy vào cầm theo một cái túi ông vinh cảm ơn cầm túi và tiến lại chỗ lâm và đạt nói rồi xong xuôi rồi đấy giờ chỉ cần đợi đến tối mà hành động mà thôi ủa ừ, cái 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 này là cái gì vậy vợ bác đừng nói là hờ ừ, là nó đấy ôi rồi ôi chiều ngày hôm đó độ năm rưỡi ông vinh bắt đầu răng bẫy ông sai hai thằng cầm chỉ đỏ buộc xung quanh những bụi cỏ trên bãi đất buộc không quá cao để gió có thể thổi được cũng không quá thấp để chuột có thể vướng vào răng chẳng chịt trên sợi dây có từ ba cho tới bốn cái chuông nhỏ xíu xong xuôi ông đi luôn vào trong nhà tao về nấu cơm cái đã tối khi nào hành động thì bảo tao nhé ok Ăn tối xong, ông Vinh và bố của Lâm ra hiên nhà ngồi. Tình hình sao rồi hả anh? Anh bố trí đâu cả đó rồi. Đêm nay sẽ hành động. Anh muốn thằng cu Lâm theo trợ giúp. Chú giúp anh một tay nhé. Bố Lâm lo lắng. Liệu, liệu có nguy hiểm gì không hả anh? Yên tâm, anh sẽ bảo vệ nó. Lâm ngồi ở trong nhà hí hưởng vô cùng. Đêm hôm đó, 11 giờ đêm, đạt bật tường sang sân của nhà Lâm Lúc này ông Vinh và Lâm đã ở ngoài sân. Sao? Sao? Hành động chưa? Đây, giờ đi đây. Chạy lại góc sân, Lâm lấy hai cây gậy đưa cho Đạt một cây. Thấy nó là đập luôn nhé. Được. Cả ba tiến ra khu đất trồng. Ông Vinh lúc bấy giờ mới cầm theo cái bọc phân ra gần lùm cỏ. Ông mở ra và quăng vào bên trong. Đi thôi, tìm chỗ núp đi đạt và lâm loay hoay tìm thì ông vinh đã leo lên cây nhãn và ngồi luôn ở trên đó đạt trốn sau lu nước còn lâm thì núp sau gốc cây ông vinh ngồi ở kế bên trên gần một tiếng đồng hồ trôi qua không có bất cứ động tĩnh gì lâm và đạt đang đập mũi đen đét định mệnh nhà nó ngứa không chịu được bỗng ngay lúc này có tiếng động ở phía bụi cỏ sột soạt ông vinh ra giấu tất cả im lặng để nghe ngóng đúng vậy trong bụi cỏ có thứ gì đó đang di chuyển bỗng lâm giật mình có cái gì đó đang di chuyển phía bên kia mô đất nó cứ nhấp nhô nhấp nhô trên những ngọn cỏ vạt lau ông vinh ngồi trên cao quan sát ông đã thấy rõ được thứ cần tìm bỗng tiếng chuông phát ra chứng tỏ có cái gì đó đang vướng mắc vào dây buộc ông vinh nhảy xuống đất ngay lập tức Ông đắp đất nhẹ tới nỗi lâm ngồi ngay cạnh cũng chỉ nghe có bé bé. Hành động, vây lấy nó ngay đi. Ngay sau tiếng nói ấy thì cả ba người lao nhanh ra khu đất trống, xen kẽ những bụi cây rậm rạp, um tùm. Thấy động, lập tức tiếng va chạm vang lên. Có cái gì đó đang di chuyển qua các lùm cây khiến vang lên những âm thanh lạo xạo. Đạt thấy có gì đó nhấp nhô. Kia rồi! Anh vung gậy đập một phát, cả một lán cỏ dạt sang một bên, có lẽ là đã đập sảy. Tiếng rột rột vẫn vang lên, cả ba đuổi theo chạy vòng quanh khu đất, nhưng nó nhanh vô cùng, thoát ẩn, thoát hiện, khu đất lại rộng, cỏ cây rậm rạp khiến cho hai thằng bờ cả hơi tai, lấm lem hết cả người. Tiếng chuông vang lên liên tục, có động chạm liên tục, bỗng cả ba dừng lại, nghe ngóng, tiếng động đã im hẳn, không còn nghe thấy gì. Ông Vinh thở dài, mẹ nó, nó trốn được rồi, đạt và lâm ngao ngán, Ông Vinh thu dọn dây và mang vào sân nhà. Dưới ánh đèn pin, đoạn dây chỉ trắng hằn lên những vệt máu còn mới và đầu cây gậy của Đạt có dính rất nhiều máu. Đạt đã đập chúng nó. Nhìn cảnh đó, Lâm và Đạt khẽ dùng mình. Ông Vinh cầm đèn pin chạy ra chỗ của Đạt đập khi nãy, soi đèn vào lùm cỏ, một đoạn ruột thối đen xì còn nằm sót lại. Lấy túi bọc đoạn ruột đó lại, ông mang vào bên trong nhà. Trưa ngày hôm sau, Lâm đi học về thì nghe bà ngoại nói ông Vinh ở trong phòng từ sáng tới giờ không ra, đang luyện một cái gì đó. Chiều ngày hôm đó, cô vợ của anh thợ xây về thông báo là anh ta đã hạ sốt, chỉ còn 2 hoặc 3 ngày nữa là được xuất viện. Tối đến, ông Vinh đẩy cửa bước ra trước sự ngạc nhiên của cả nhà. Ông nói nhờ vào đoạn cơ thể còn sót lại, ông đã tìm ra được cách loại bỏ tà thuật của Ma Lai dính ở trên người của anh thợ xây. Nếu trong vòng một tháng nữa, người nào trong làng ốm yếu bệnh liên quan đến nội tạng mà chết, thì đó chính là con ma. Và nó đã bị đánh mất một đoạn ruột, lại bị ông Vinh động chạm. Sau đó vài ngày, ông Vinh có việc gấp của một người quen trên cao bằng. Ông từ biệt mọi người rồi lên đường. Sau nghe bà ngoại kể, ông gặp được một nhà sư đạo hạnh rất cao thâm trên vùng Tây Bắc, rồi ông ở luôn trên đó, thi thoảng mới quay trở về ghé qua biếu bà rất nhiều đặc sản của miền núi rừng. Xung quanh xóm nhà Lâm cũng không có thấy gì lạ nữa. Nghe lời của ông Vinh, bà ngoại đem bốn cái cọc gỗ quấn chỉ đỏ chôn bốn góc mảnh đất để công việc của gia đình không bị gián đoạn. Đúng như lời của ông Vinh đã nói, một thời gian sau ở xóm trên có người chết, nghe nói là bị lét ruột già rồi di căn sang ung thư chết cực nhanh nhưng không ai rõ cụ thể như thế nào. Sau bao nhiêu năm, làng ma vẫn như vậy, vẫn âm u, âm khí vẫn rất nặng nề, nhưng có lẽ thời vận của làng đã khấm khá hơn, ăn nên làm ra. Nhà Lâm ở quê được gần 2 năm thì công việc làm ăn của bố mẹ thuận lợi, trả được gần hết nợ nần. Bố anh móc nối lại được vài mối làm ăn cũ, sau đó cả gia đình lại chuyển về thành phố sinh sống. Trước khi đi, Lâm qua nhà đạt ăn bữa cơm chia tay, cả hai ôm nhau từ biệt và hứa sẽ có dịp về thăm nhau. Đạt cũng hứa sẽ lên thành phố Bắc Giang để thăm Lâm sau này. Trong thời gian 2 năm ở quê, Lâm cũng gặp một vài vụ nho nhỏ nhưng toàn ma cỏ linh tinh nên anh cũng không có để ý tới nhiều. Tôi tặc lưỡi, "Ôi, chán nhỉ." không biết mặt mũi con ma lai đó ra làm sao. Ờ, anh cũng muốn biết, sau đó một vài năm anh về quê tầm hai lần, cũng không thấy có gì kinh điển như những năm xưa nữa. Chắc lâu dần, xóm làng nông thôn đó đô thị hóa, ma quỷ cũng đã vãn đi rồi. Ờ, khu đất năm xưa cũng có công ty tới mua lại nó, xây cái xưởng để gỗ to đùng ấy, xóm làng cũng đổi mới nhiều lắm rồi. Khi nào anh có dịp dẫn em về quê anh chơi nhé. Em coi mấy cái gốc đa kia như thế nào Ok Có dịp anh sẽ dẫn chú về Mà thôi về phòng đi ngủ đi Gần 5 giờ sáng rồi kia kìa Tôi đứng dậy chào anh và quay trở về phòng Nằm mà tôi cứ nghĩ về những câu chuyện anh đã vừa truyền đạt lại Liệu loài ma quỷ có thực sự tồn tại cùng song song với cả chúng ta? Chỉ là chúng ta chưa có dịp để thấy được mà thôi Tôi tin nó là có thật Còn bạn thì sao? chắc cũng sẽ như tôi thôi ngoài trời lúc này bỗng đổ một cơn mưa rào